Kính thưa anh chị em, chiều hôm nay cộng đoàn chúng ta quy tụ ở đây để dâng thánh lễ tôn vinh Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Người Công giáo mình tôn vinh Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa là chuyện rất bình thường. Lúc nào đọc kinh kính mừng mà anh chị em trả thân thưa Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Cho nên là tước hiệu này quen lắm. Thế nhưng giả như bây giờ có người ngoài Công giáo, Người ta hỏi anh chị em là Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là đấng trên hết mọi sự rồi, vậy mà bây giờ Đức Chúa Trời còn có mẹ nữa, mẹ sinh ra Đức Chúa Trời nữa, thì làm sao mà Đức Chúa Trời ở trên hết mọi sự? Mẹ phải ở trên chứ, phải không? Anh chị em trả lời sao? Cái này mà tôi ra bài giáo lý không chừng nhiều người là dưới trung bình đấy. Rất nhiều điều mình quen nói trong đạo vậy thôi, chứ còn hỏi lý lẽ làm sao thì có khi mình không biết. Mà tại sao lại mừng lễ Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa vào ngày hôm nay mà không chọn ngày khác? Cái câu trả lời nó nằm ở đó đó. Ngày hôm nay hầu như mọi người trên thế giới ai cũng biết là ngày đầu năm mới dương lịch. Tối hôm qua là nhiều người trong chúng ta, nhất là các bạn trẻ, còn đi xem bắn pháo hoa ở Đầm Sen cơ mà mừng năm mới. Ai cũng biết hôm nay là ngày đầu năm mới. Nhưng mà ít ai, kể cả người Công giáo, để ý là ngày hôm nay là ngày kết thúc và là đỉnh cao của tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh. Hàng năm chúng ta mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Sau lễ Giáng sinh có một tuần gọi là tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh. Và kết thúc tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh là ngày mùng 1 tháng Giêng, và chúng ta mừng kính Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là chị em chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của tước hiệu Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa nếu chúng ta gắn kết cái tước hiệu đó với mầu nhiệm Giáng sinh, mầu nhiệm Thiên Chúa là người. Chứ còn nếu không là có chừng lạc đạo đấy. Ở trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca kể thế này: khi đã đủ 8 ngày lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giê-xu. Giê-xu có nghĩa là gì thưa anh chị em? Giê-xu có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Đức Mẹ sinh ra đấng có tên gọi là Thiên Chúa cứu. Đức Mẹ sinh ra Chúa Giê-xu là đấng cứu độ. Và tên gọi đó không phải là loài người đặt ra, mà Thánh Luca nói rõ đó là tên mà Thiên Thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đấng cứu độ đó không chỉ là một con người, cho dù là một vĩ nhân, nhưng đấng cứu độ đó là Thiên Chúa làm người ở với chúng ta. Và mẹ Maria sinh ra người con đó, Thiên Chúa thật và là người thật. Cho nên Đức Mẹ được gọi bằng một danh hiệu hết sức đặc biệt và cao quý: Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Hiểu như vậy thì Chúa Giê-xu mới là trung tâm. Không có Chúa Giê-xu thì không có tước hiệu Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Không có kinh kính mừng Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời,
Chúa Giêsu mới là trung tâm. Cái ngày hôm nay, trong ngày lễ đặc biệt này, anh chị em và cha xứ của anh chị em đồng thời làm phép khánh thành nhà sinh hoạt của giáo xứ và nhà xứ. Thế thì chính ý nghĩa của ngày lễ nó soi sáng cho công trình mà anh chị em đã cố xây dựng trong nhiều năm qua. Chúa Giêsu là trung tâm. Thì cũng vậy, Chúa Giêsu phải là trung tâm của cái ngôi nhà sinh hoạt giáo xứ, nhà sinh hoạt mục vụ. Tôi muốn gợi một cái suy nghĩ nhỏ nhỏ, đơn sơ thôi với anh chị em. Trong nhà thờ hôm nay có biết bao nhiêu bà mẹ? Và trong tiến trình sinh ra một đứa con thì chúng ta có thể để ý ít nhất là 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thụ thai. Giai đoạn thứ hai là cái thai đó mỗi một ngày lớn lên trong lòng mẹ. Nhưng mà không phải là thai nào nó cũng lớn lên bình an. Có những trường hợp sảy thai, đặc biệt ngày hôm nay có những trường hợp mà chính người mẹ trục xuất cái đứa con của mình ra khỏi lòng dạ mình, phá thai. Nếu mà cái thai nó phát triển bình thường và tốt đẹp thì đến giai đoạn thứ ba là người mẹ sinh con. Bây giờ anh chị em chiêm ngắm Đức Mẹ coi có giống vậy không? Đức Mẹ thụ thai Chúa Giêsu. Hàng năm chúng ta có cái ngày nào để kính nhớ sự kiện rất quan trọng này? Ngày nào? Lễ Truyền Tín 25 tháng 3. Rồi sau đó mầm sống Giêsu mỗi một ngày được lớn lên trong lòng dạ trinh khiết của mẹ Maria. Đức Giáo Hoàng Phanxicô diễn tả rất là hay thế này: mẹ lắng nghe trái tim của thai nhi Giêsu đập trong lòng mẹ, và từ đó mẹ lắng nghe trái tim của Thiên Chúa đập trong lịch sử của nhân loại và trong cuộc sống của chúng ta. Suy đi nghĩ lại trong lòng có một cái ý nghĩa rất sâu sắc chỗ này. Rồi cuối cùng giai đoạn sinh con, hàng năm chúng ta có cái ngày lễ nào để nhớ cái sự kiện Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu? Lễ Giáng sinh. 3 giai đoạn. Thế bây giờ từ cái hình ảnh rất đơn sơ đó, anh chị em nhìn vào đời sống đức tin của mình. Mầm sống Giêsu cũng được gieo vào trong lòng mỗi một người chúng ta, mà cụ thể bây giờ con cái của anh chị em, các cháu thiếu nhi. Những mầm sống Giêsu được gieo trong lòng của các cháu khi anh chị em đưa các cháu đến nhà thờ chịu phép rửa tội. Nhưng mà cái mầm sống đó giống như là thai nhi trong lòng mẹ, nó phải được nuôi dưỡng rất là cẩn thận, chu đáo, để mỗi một ngày được phát triển tốt đẹp hơn, không bị sảy thai, lại càng không để cho phá thai. Trong thực tế thì nó có phá thai. Đời sống đức tin cũng vậy thôi. Trong thực tế đã có những người chịu phép rửa tội rồi, đón nhận mầm sống Giêsu trong lòng của mình rồi. Thế nhưng mà cái mầm sống nó không được lớn lên, mà người ta lại còn muốn trục luôn cái mầm sống nó ra khỏi cuộc đời của mình, mất đức tin luôn, bỏ đạo luôn. Cần phải được nuôi dưỡng để được cuối cùng đến cái giai đoạn sinh hạ. Mà Thánh Phaolô diễn tả người Kitô hữu là ai? Đó là người mang trong lòng mình những tâm tư của Chúa Giêsu, suy nghĩ như Giêsu, cảm xúc như Giêsu, phản ứng như Giêsu,
càng nên giống Chúa Giêsu bao nhiêu thì càng là người Kitô hữu đích thực bấy nhiêu. Như vậy thì cái giai đoạn mà thai nhi lớn lên trong lòng mẹ là quan trọng lắm. Đấy, chính ở cái giai đoạn đó mà ngôi nhà thờ này cùng với nhà sinh hoạt mục vụ của giáo xứ đóng một vai trò rất cần thiết và quan trọng. Bởi vì nơi nhà sinh hoạt mục vụ này, hàng tuần, hàng ngày có bao nhiêu lớp giáo lý diễn ra để giúp cho các cháu thiếu nhi hiểu biết về Chúa Giêsu hơn, để mầm sống Giêsu được lớn lên một cách mạnh mẽ và tốt đẹp trong đời sống đức tin của các cháu. Ở nơi nhà sinh hoạt mục vụ này, hàng tuần, hàng tháng có bao nhiêu cuộc họp của các hội đoàn tông đồ, của hội đồng mục vụ giáo xứ cùng với cha xứ. Và tất cả những cái cuộc hội họp đó nhằm mục đích gì nếu không phải là để cho đời sống đức tin của cộng đoàn được tăng trưởng? Và còn biết bao nhiêu sinh hoạt khác, tất cả là để cho mầm sống Giêsu được lớn lên trong lòng mỗi người chúng ta, để chính mình mỗi một ngày được nên giống Chúa Giêsu hơn. Anh chị em và cha xứ của anh chị em biết được tầm quan trọng đó, cho nên suốt 5-7 năm nay cả giáo xứ cố gắng để xây dựng nhà sinh hoạt. Hơn 3 năm về trước, tôi còn ở Sài Gòn làm giám mục phụ tá ở đây mà, và tôi cũng đến đặt viên đá đầu tiên để xây dựng một phần nào đó. Có lẽ vì vậy mà cha xứ của anh chị em ông xuống tận Mỹ Tho để ông ấy tha thiết ông ấy mời tôi về đây cho nó có đầu có đuôi. Anh chị em thấy cái tầm quan trọng đó, cho nên là cả giáo xứ cố gắng cùng với cha xứ hoàn tất cái công trình này. Và điều rất tốt đẹp là theo tôi biết đó, là ở giáo xứ Phú Thọ Hòa này, anh chị em không để ông cha xứ ông ấy cô đơn, không để ông ấy làm một mình, mà anh chị em cố gắng hết sức để góp phần, góp công, góp của, góp sức vào làm cho công trình chung nó được tốt đẹp. Đó là cái điều hết sức đáng quý và đáng ghi nhận. Thì tôi còn nghe nói bảo các ông, các anh ở trong giáo xứ này có nhiều nghề giỏi lắm, nhất là về cơ khí, hợp gu với gia xứ. Tôi đang nghĩ mà không biết có lúc nào tôi phải triệu các ông, các anh về Mỹ Tho để giúp làm cái công trình gì cho nó có kỷ niệm của Phú Thọ Hòa ở đất Mỹ Tho. Thì chúng ta nhìn lại như thế để thấy ý nghĩa của thánh lễ hôm nay, và đồng thời ý nghĩa của việc làm phép khánh thành nhà sinh hoạt mục vụ của giáo xứ. Thưa anh chị em, ngày hôm nay là ngày đẹp lắm, ngày đầu năm mới, một tương lai mới đang mở ra, một niềm hy vọng mới đang mở ra. Đẹp nữa là vì ngày hôm nay chúng ta làm lễ tôn vinh Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng ngày đầu năm mới đó mà mình mừng kính Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa, có nghĩa là chúng ta không phải là con mồ côi, không phải con mồ côi, mà chúng ta có một người mẹ, một người mẹ chan chứa tình mẫu tử, một người mẹ đầy tình yêu thương. Và điều đó cho phép chúng ta bước tới tương lai với tất cả niềm vui, tin tưởng và hy vọng. Vậy thì tôi xin mượn lời Kinh Thánh ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay để xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho giáo xứ Phú Thọ Hòa và gìn giữ giáo xứ này. Xin Chúa tỏ nhan Thánh Chúa cho anh chị em và thương xót anh chị em. Xin Chúa ghé mặt lại cùng anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.